nhận lời của một đại thí chủ vào trong thành khất thực. Xong rồi thọ trai thuyết pháp xong tới xế chiều thì Đức Phật cùng với lại chúng đệ tử trở về tinh xá trúc viên. Thì trên đường đi đi về đó thì gặp có một người lùa một đàn bò mà con nào con nấy mập ú, rồi nó đấu sừng với nhau, nó nhảy dựng lên, nó vui mừng, nó đùa với nhau, nó hút với nhau mà cái kiểu đùa giỡn, con nào con nấy chạy nhảy không có biết gì hết. Lúc đó Đức Phật mới nói một bài kệ gồm có 12 câu, tức là 3 đoạn kệ. Người cầm roi trong tay, chăn bò mập giết ngay, người nuôi thân mập khỏe, già chết đến nào hay. Tất cả chúng sanh đây, dòng tộc nam nữ thảy, tích chứa nhiều của cải, thần chết chẳng nương tay. Thời gian qua một ngày, mạng sống giảm theo ngay, đến khi tuổi thọ hết, như giếng cạn lâu ngày. Thì khi về đến trúc viên tinh xá, Đức Phật rửa chân xong, trải tọa cụ ra, ngài ngồi chánh niệm. Thì lúc bấy giờ vị thị giả là tôn giả A Nan mới đến trước Đức Thế Tôn đảnh lễ và bạch với Đức Thế Tôn như thế này: kính bạch Đức Thế Tôn, lúc chiều trên đường về khi gặp đàn bò, Đức Thế Tôn nói 3 bài kệ, con nghe con nhớ nhưng con không hiểu ý nghĩa của nó, xin Đức Thế Tôn chỉ dạy. Thì Đức Thế Tôn mới hỏi: lúc chiều đó con có nhìn thấy rõ đàn bò không? Tôn giả A Nan mới nói bạch Đức Thế Tôn, dạ con có thấy rõ. Đức Phật mới bảo: đàn bò của cái người đồ tể này bao nhiêu con? Tôn giả A Nan mới nói bạch Đức Thế Tôn, trước đây 1000 con. Đức Thế Tôn mới hỏi: chứ bây giờ còn mấy con? Tôn giả A Nan nói bạch Đức Thế Tôn, còn 500 con. Đức Thế Tôn mới nói: mỗi ngày ông ta đều lùa bò ra ngoài thành tìm nước trong cho uống, tìm cỏ xanh cho ăn. Đàn bò này đều mập. Tất cả những con bò này mỗi ngày đều bị đem giết thịt một con như thế. Bây giờ nó đã bị giết một nửa đàn. Thế mà một nửa còn lại vẫn không hay biết nó đang đi đến con đường chết, mà cứ tiếp tục nhảy múa, đùa giỡn, đấu sừng với nhau, chạy kêu rống. Vì thương cho đàn bò vô tri này nên Như Lai mới nói 3 bài kệ đó. Này A Nan, đâu phải chỉ có đàn bò mới như vậy, mà con người cũng thế, cứ chấp chặt vào cái tôi, không hiểu được vô thường, tham đắm vào trong ngũ dục, nuôi dưỡng thân xác, thỏa mãn tâm ý, làm hại lẫn nhau, một ngày không xa, vô thường kéo đến, mù mịt chẳng hay, khác gì bò kia. Thực chất mình cũng giống như vậy. Mình đang đi tới con đường cuối cùng. Chúng ta đang đi trên con đường đó. Suốt cả cuộc đời của chúng ta, cho dù nó dài là 100 năm đi chăng nữa, hay là nó ngắn ngủi chỉ 20-30 năm, thì con đường này chúng ta không có ai đi thế hết. Mình phải đi. Lúc vui, lúc buồn, lúc thành công, khi thì ê chề thất bại, lúc thì hỉ hả, lúc thì lại lo toan phiền muộn. Mỗi một lần như thế là chúng ta nhập một vai diễn. Cho nên sân khấu cuộc đời nó dài lắm, và chúng ta trở thành diễn viên trên sân khấu của cuộc đời. Có biết bao giờ chúng ta diễn hết tất cả các vai tuồng không, thưa các vị? Không biết. Đến khi màn hạ đèn tắt, sân khấu không còn nữa, điều đó có nghĩa rằng chúng ta đã chết. Khi mình chết thì mình mới không còn buồn vui, cũng không còn
lăn lộn vào ở trong những cái thứ tranh đấu hơn thua của cuộc đời. Lúc đó chúng ta không còn làm diễn viên nữa, mình trở thành gì? Khán giả. Bắt đầu mình ngồi dưới, mình nhìn lên sân khấu cuộc đời và xem những người bạn, những người thân của chúng ta bắt đầu tiếp tục diễn những vở tuồng khác. Cho nên khi mình còn đang sống, làm sao để chúng ta thức tỉnh, đổi vị trí để mình trở thành khán giả, nhìn lên sân khấu cuộc đời, để mình nhận ra được mình đã từng làm diễn viên trên sân khấu đó. Cho nên chúng ta mới tỉnh được. Khi mà Đức Phật nói về ba bài kệ, có ý nghĩa nhắc nhở mọi người đừng có tham đắm vào lợi dưỡng, dính kẹt vào năm dục. Năm dục là năm thứ ham muốn, là gồm có tài sản, tức là vật chất đó. Thứ hai là sắc đẹp. Thứ ba là tiếng khen hay là tiếng thơm. Thứ tư là ăn uống. Thứ năm là ngủ nghỉ. Thưa đại chúng, năm món này ai cũng thích hết. Người nào mà nói thôi tôi không cần ngủ dục, tôi không muốn ngủ dục, tôi không thèm ngủ dục, xin thưa người đó lên tòa sen xẹt hào quang rồi. Đừng nói đâu xa, bữa hôm có mấy anh Phật tử đi tới chùa thầy, đạo mạo lắm quý vị, mặc áo giới trang nghiêm đó, đi tới chùa thầy thưa hỏi nói chuyện đồ đạo lắm. Mà khi thầy tiếp xúc với lại các anh này, thầy cũng ngưỡng mộ, tại vì thầy không nghĩ rằng Phật tử mà tu hành tinh tấn như vậy. Anh nào cũng là những người thành đạt hết, nhưng mà bây giờ người ta dừng lại, người ta không lao vào cái chuyện kiếm tiền nữa, mà người ta lo tu tập. Mấy anh thể hiện cái cách, cái qua cái cách nói hay lắm. Tức là tụi con bây giờ không có vướng bận gì nữa hết, tụi con sống thoải mái lắm. Xong cái thầy mời đi ra sau ăn cơm thì có một ông nói trời ơi, đôi dép mà để đây sao nó mất tiêu rồi. Mà ông la sùm vậy, chùa chi như kỳ vậy, mới để đôi dép đó cái mất à. Thầy phải đi ra, thầy nói à, một ngôi biệt thự lớn không vướng bận mà chỉ một đôi dép nhỏ lại kẹt tâm hồn, chọt liền. Quý vị thấy không, nói bằng cái miệng ai không nói được, bây giờ nói mình thành Phật mình cũng nói được nữa, nhưng mà xin lỗi, mình có thành Phật không? Coi chừng phạm cái đại dòng ngữ đó là đọa lạc chết luôn đó. Cho nên là nhiều khi mình mới ăn chay được mấy bữa, mình làm giống như là mình trở thành Bồ Tát. Có nhiều người ngộ lắm, tu tập không biết tu tới đâu mà thể hiện ra tu tập ghê lắm. Có nhiều Phật tử quý vị biết đi tới chùa thầy là thuyết pháp cho thầy nghe nữa đó. Tới kể cho thầy nghe, trời ơi, con đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, con thâm nhập vào từng lời kinh, con thấy cảnh giới đó nó hay lắm. Nhất là Đức Phật hiện ra bảo tháp trang nghiêm, có Đức Phật đa bảo khen ngợi tán dương, ai đọc tụng diễn nói biên chép tội con phục lắm. Nhất là Long Nữ mà dâng châu cho Đức Phật xong là thành Phật liền, cho nên người nữ của con á, nghiệp nặng cách mấy cũng tu thành Phật đó. Để con nói cho thầy biết, để mai mốt á, thầy giảng cho người ta nghe. Mô Phật, thầy phải chấp ta lại cảm ơn, thầy phải cảm ơn á, để tới chùa thuyết pháp cho thầy nghe. Thôi thì bà tới bà thuyết pháp cho mình nghe còn hơn bà nói những cái chuyện đau khổ của cuộc đời cho mình nghe, phải không quý vị? Tự thầy khởi lên cái ý đó để thầy an ủi lấy thầy, chứ thầy nghĩ đâu biết đâu Bồ Tát thì hiện xuống thử mình rồi sao. Thôi cho bà thành Bồ Tát đi cho nó khỏe, để tôi khỏi phải sân si, tôi khỏi phải buồn phiền gì. Tức là mình làm sao mình nhìn người khác với một cái ánh mắt thông cảm thì mình mới bình yên. Thưa quý vị, đừng có nói tu gì cao siêu. Ở trong cái mối quan hệ của người thân và gia đình của mình thôi, quý vị làm sao tập cho được cách nhìn, cách suy nghĩ và cách nói nó mang âm hưởng của thông cảm.
thì nơi đó chúng ta sẽ được bình an. Tại vì mình không thông cảm thì mình sẽ khổ não. Nhưng mà có nhiều người đó, họ nói thông cảm không có được. Thông cảm khác nào bắt thang. Thí dụ như chồng đi ra ngoài đó, thích ăn phở, chê cơm nguội. Đó, bây giờ mình thông cảm kiểu gì? Mai mốt cái ổng thích ăn bánh bò, bánh ú, bánh bông lan, bánh da lợn, bánh bao, bánh xèo. Ổng thích ăn đủ thứ là thông cảm không? Thông cảm không quý vị? Con, thầy hỏi con nè, con có thông cảm nổi không? Thí dụ như gặp hoàn cảnh đó, không thông cảm phải không? Không thông cảm rồi con làm sao? Bây giờ thầy hỏi con nè, nếu như không thông cảm thì con làm cái gì? Hả? Vợ cầu nguyện Phật. Tự nhiên chồng có vợ bé cái cầu nguyện Phật. Cầu nguyện Phật làm sao? Cầu Phật gia hộ sao kéo ổng trở về phải không? Bởi tội nghiệp Đức Phật ghê nha. Chúng sanh đau khổ kiểu gì cũng mời Phật tham gia hết. Xin lỗi, nó cá độ bóng đá thua nó cũng kêu Phật nữa. Bữa hôm đó thầy đi về Châu Đốc thầy giảng đó, quý vị biết năm ngoái đó, có nhiều Phật tử đi tới đó, xin thầy sâu chuỗi, xin thầy cái tượng Phật vậy đó để đeo. Thầy hỏi làm chi? Để con đi hàng cho nó trót lọt. Mô Phật à, rủ, coi như là rủ Phật đi buôn lậu luôn. Trời ơi, ở dưới vỗ tay nữa kìa. Cho nên quý vị thấy thành Phật cũng đâu phải sướng đấy không? Thành Phật cũng không có được yên đâu. Người thì giật đầu này, người thì kéo đầu kia, người thì réo chỗ nọ. Coi như là Phật làm ô xin cho chết luôn. Tâm nguyện Đức Phật thì bao la mênh mông. Chúng sanh đau khổ kiểu nào Phật cũng có thể an ủi dỗ về. Nhưng chúng ta phải hiểu một điều rằng mình đừng có vướng kẹt vào ở trong ngã chấp và các dục lạc. Những thứ ham muốn đó nó nắm mình lại, nó níu kéo mình lại. Giống như có nhiều vị Phật tử đau khổ khi chồng phản bội. Thầy nói thôi đau khổ quá thì thôi dứt luôn cho rồi đi, cho nó bình yên. Thì đa phần các vị Phật tử dứt không được thầy ơi. Tại vì sao? Con còn thương nó. Thầy thương thì ráng chịu, phải không? Bây giờ mình cũng thương, nhưng mà mình không để cho khổ. Quý vị đồng ý không? Mình đâu có ghét, mình đâu có ghét cái người phản bội mình, mình đâu có ghét ông chồng đó, phải không mấy anh? Mấy anh thích lắm. Quý vị biết, có cái anh đó, ảnh tới ảnh nhờ thầy nói với vợ ảnh giùm là xin vợ ảnh mở lòng từ bi ra, tại vợ anh ăn chay trường, tức là cho ảnh rước thêm một người nữa về nhà ở. Trời ơi, thầy nghe ông nói thầy sản hồn đi chứ. Cha nội vô duyên ứng. Thầy nói ông nghĩ sao mà ông tới ông kêu tôi nói cái vụ này vậy? Phải không? Bà vợ ông nói, ủa thầy rảnh dữ ha. Bà hỏi câu đó là thầy biết đi đâu. Thầy không hiểu làm sao mà sống tệ quá. Con có khi nào con vậy không? Áo sọc màu cam. Đừng có ông vậy nha con, kỳ lắm. Mà Phật tử đó, Phật tử giữ năm giới nghiêm túc lắm, ăn chay 10 ngày một tháng đó, còn vợ là ăn chay trường. Mà không biết đi công tác, đi làm, ăn xa, đi kiểu gì, rồi dính thêm một bà nữa. Rồi bây giờ bà vợ phát hiện, bà cũng không đánh ghen, bà cũng không nói gì hết. Bà im lặng, bà tụng kinh. Tự nhiên ông chồng này cảm thấy rai rứt làm sao đó, về thú thiệt. Bây giờ là người đó sắp sanh con rồi, thôi thì em mở lòng từ bi ra đi, em tu mà em ăn chay mà em niệm Phật mà, thì em cứu vớt cho đời một người phụ nữ nữa. Người ta cũng là phụ nữ như em, người ta sắp sanh con, bây giờ không có người đàn ông kế bên thì tội nghiệp lắm, vượt cạn một mình mà. Thôi em từ bi cho anh, đưa mẹ con họ đi vô trong nhà bảo sanh, rồi mai mốt anh đưa về nhà ở hen. Quá là nhân từ quý vị thấy không? Mấy ông cười cho hung đi.
đó. Hừ. Mà đi tới, tức là khuyên can không được, bà vợ im lặng, bà vợ không nói tiếng nào hết chứ. Rồi ảnh tự động nói, rồi tự động diễn tuồng, rồi cuối cùng thấy không được, cầu cứu bao nhiêu người, rồi nói bây giờ chỉ có thầy Thiện Thuận nói là vợ con nghe thôi. Ảnh nói vậy đó, ảnh tới chùa ảnh cũng nói với thầy vậy đó. Thầy nói thôi ông đừng có xúi tôi làm tầm bậy tầm bạ. Tôi không bao giờ tôi xía vô mấy cái chuyện tào lao đó rồi buông, biết làm sao không? Mình bị cộng nghiệp. Trời ơi, chả quỷ dịch. Ông sống tầm bậy tầm bạ, ông sống tức là người Phật tử là ông đã phạm giới rồi. Ông không nghiêm túc rồi. Mà bây giờ mình ủng hộ ổng có nghĩa rằng là mình đang ủng hộ người Phật tử không nghiêm túc giữ năm giới. Hơn nữa dẫm lên nỗi đau của người phụ nữ này. Thầy thấy không được. Ổng cứ nói thầy à, thầy không có vợ, thầy không có biết. Rồi vợ sanh con ra đó thầy biết thương lắm. Rồi bây giờ cái đứa con đó nó tội tình gì mà nó sống không có cha. Thầy nói á, ông tạo ra mà. Ông dư biết cái cảnh này nó sẽ xảy ra phải không? Ông biết thì tốt nhất ông phải dừng ngay lúc đầu. Đằng này ông làm cho nó tùm lum tùm la hết. Rồi bây giờ ông dọn không được, ông hốt cũng không được. Nói rồi ông tới vô chùa ông kêu ông thầy dọn giùm. Trời ơi, không có vụ án nữa đâu. Mà quý vị biết cái ông này ông ghê lắm. Ông nói thầy nhận lời đi thầy, thầy giúp giùm đi thầy. Con vô chùa con làm công quả 3 tháng. Thầy nói bây giờ ông cạo đầu đi tu đi tôi nói. Thầy nói bây giờ ông cạo đầu ông xuất gia đi tôi sẽ nói. Tôi sẽ nói cho hai người phụ nữ đó hòa hợp và họ nhận ra được ông là một người đàn ông ích kỷ. Bây giờ ông xuất gia đi tôi nói cho. Ông nói sao ông xuất gia được, vợ sắp đẻ xuất gia sao được. Quý vị thấy cuộc đời nó có nhiều thứ. Bây giờ làm sao mình thông cảm được, phải không con? Khổ lắm chứ không phải đơn giản đâu. Bây giờ kêu tu, tu kiểu gì? Không biết tu làm sao. Giờ niệm Phật, Phật cũng không nghe. Kêu trời, trời cũng không thấu. Tại vì khổ quá. Tôi cũng đẹp như vậy, tôi cũng trẻ như vậy, mà tự nhiên ông bỏ tôi, theo nhỏ kia. Tôi buồn quá, tôi đi lang thang, tôi biết tìm ai. Quý vị thấy, ngay cái cuộc sống này, dù biết là vô thường đó, dù biết cuộc sống nó biến đổi, ngay cả bản thân chúng ta cũng bị thay đổi trên một cái trục già, bệnh và chết. Chúng ta đang tiến dần tới nghĩa địa. Chúng ta đang từng bước lết tới bệnh Hưng Hòa. Mà bệnh Hưng Hòa như giải tỏa rồi phải không? Giải tỏa chưa quý vị? Sắp rồi hả? Bữa hôm thầy nhớ thầy giảng cái chủ đề gì đó, cõi đi về ở đó đó. Thầy nghe giải tỏa thầy thấy tội nghiệp ghê. Cái thành phố buồn lớn vậy mà cũng không yên. Mình đang biết là mình đang trên cái con đường hoại diệt. Đức Phật nói rõ, chúng ta hiểu rõ, chúng ta thấy và chiêm nghiệm được vì người thân của mình đang lần lượt ra đi. Mà mình thì không tính cho mình, mình toàn là tính cho cái chuyện tham đắm. Không một khúc nào, một phần nào ở trong tâm của mình để quán niệm vô thường cho thực trạng này, cho nơi cuộc sống này hiện tại này mà chúng ta vượt qua những cái tham chấp. Có một câu chuyện nó vui lắm quý vị. Tức là cái ông đó, ông bị bệnh, ông chết. Ông chết xuống với Diêm Vương á, thì ông mới nói là tại sao Diêm Vương á là không có thông báo cho ông biết. Tại vì ở trên thế gian là bất cứ ta làm chuyện gì người ta cũng thông báo hết, mà tại sao ông tới ông cướp mạng tôi mà ông không thông báo? Diêm Vương nói tôi có thông báo cho ông mà. Đó, lúc ông già là tôi đã thông báo cho ông lần rồi, là già là sắp chết. Rồi tới ông bệnh là tôi thông báo thêm lần nữa mà ông không nghe, ông chết. Rồi bây giờ ông kiện cáo là kiện cáo gì? Thì lúc bấy giờ có một cái vong hồn trẻ hơn ngồi cái bên đó, tôi phản đối Diêm Vương. Tôi phản đối Diêm Vương là không có công bằng. Tại vì ông này ông già, ông bệnh chết thì phải. Nhưng mà còn tôi trẻ quá, tôi mới có 20 tuổi mà tại sao cũng không thông báo. Đột ngột đó tới bắt tôi đi.
Cho nên là Diêm Vương không có công bằng một chút nào. Diêm Vương nói: ê, ta đã gửi thông báo đến cho nhà ngươi rồi mà nhà ngươi không để ý. Đối diện với nhà của nhà ngươi là có một thằng bé 7 tuổi nó bị xe tông chết. Xe tông ngay trước thềm nhà nó bước ra xe đụng chết. Ta đã gửi thông báo cho ngươi rồi, ngươi không cảnh giác cho nên mày chết, mày còn kiện cáo gì nữa. Thôi, chấp nhận thương đau đi con. Thì quý vị thấy câu chuyện này tuy là câu chuyện nó hài, nó dí dỏm, nhưng ở đây chúng ta hiểu ra được một điều rằng cái chết nó không có đến với mình. Xin lỗi, nó không có thông báo với mình mà nó đến. Nhưng mà nó có biểu thị ở trong cái cuộc sống của chính chúng ta. Bây giờ ai cũng có bệnh hết, ít nhất mình cũng bị cảm, bị sổ mũi, bị đau bụng, thấy không? Mình đang khỏe, đang mạnh cùi cùi đó, tự nhiên cái ngã ra đau bụng. Ngay lúc mình bệnh, mình hiểu được vô thường. Nhưng mà lúc bệnh mình thấy, mình hiểu, tới chừng tỉnh mình quên. Quên vô thường, ghen vẫn ghen. Đó, thì đánh ghen xong rồi vậy tính tiếp. Tu kiểu gì cũng xếp lại hết, để xử nhỏ này xong rồi. Rồi lúc đó sám hối sao, phải không? Phải không cô? Trời, vỗ tay nữa. Thôi làm ơn làm phước đừng có vỗ tay cái. Ngày xưa đó, cái cảnh mà lá vàng khóc lá xanh rất là nhiều. Đức Phật đã từng dạy cho các vị phạm chí mà có những đứa con nó chết. Khi mà cuộc đời này nó không còn cái gì nó theo ý của mình, thì lập tức con người ta rất là khổ đau. Mà quý vị thử nghĩ xem, đời của mình thì có bao nhiêu lần cơ hội để mình quán chiếu, để mình tu tập. Chính bản thân thầy xin thưa với lại quý vị, khi mà tối về đó, xếp hết công chuyện, thầy ngồi tĩnh tọa đó, thầy thấy hình như một ngày thầy niệm Phật cũng không có bao nhiêu. Dốc tâm cho công phu tu tập, không có gì hết. Lăng xăng lộn xộn, thầy ở trong chùa còn như thế thì quý vị ở nhà như thế nào? Mở mắt ra là tiền, phải không? Nhắm mắt lại là tình. Cứ tình, cứ tiền, tiền, tình, tình, tiền, tình, tiền, tiền, tình, kiểu đó là chết rồi. Đâu có niệm Phật được. Sáng ra niệm tiền, niệm tiền miết cho tới tối niệm tình. Niệm tình cái tìm tiền, cứ niệm vậy. Mà quý vị biết niệm tiền thì tiền nó bạc, niệm tình thì tình nó phụ. Thôi niệm Phật chắc ăn. Ta kêu tiền bạc mà quý vị phải không? Chứ đâu có kêu tiền hồng đâu. Tiền bạc mà. Cái này cái ngôn ngữ dân gian mình giải thích thôi. Tiền nó bạc, mà nó bạc còn kinh hồn nữa, cho nên ta gọi là tiền tệ. Phải không quý vị? Đó. Gì vậy? Hãy mà mình bám víu vào tiền nhiều đó, mình sẽ có nhiều cái tệ lắm. Rồi người ta mà tham đắm tiền nhiều, người ta cũng sẽ tệ. Chắc chắn là như vậy thôi. Đó, còn tình thì tình nó phụ thôi. Chúng ta sống đầy ân tình, nhưng mà khi gặp người khác đối xử với mình không đầy ân tình, chúng ta cũng buồn. Tu có nhiều cách mấy chúng ta vẫn buồn. Tại vì thầy rút kinh nghiệm từ bản thân thầy. Thầy thấy có nhiều Phật tử thầy đối xử rất là tốt, nhưng mà họ đối xử với thầy kỳ cục ghê lắm. Mình từng giúp họ vượt qua những khúc quanh tưởng như là bế tắc của dòng họ, của gia đình họ, xong rồi họ quay trở lại, họ còn nói ghê hồn. Cho nên là thầy cảm thấy rằng cái cuộc đời này nó rất là khó tu. Chúng ta cứ luôn mãi mê đuổi bắt những ảo ảnh của cuộc sống, đó là tiền bạc, là danh lợi, ngay cả những thứ ăn uống cũng vậy, ngủ nghỉ cũng vậy. Chúng ta không ngủ được, chúng ta phải uống thuốc cho ngủ được. Mà uống thuốc vô quý vị có ngủ được không? Cũng không ngủ được, nhiều khi do bệnh, nhiều khi do buồn.